Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các cha các má, các ông các bà cùng các anh chị em cô bác trên đường Zoom hôm nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng thời mạt pháp ai nương vào cầu A Di Đà Phật thì mới có thể thoát được sanh tử luân hồi. Chư tổ cũng có dạy rằng pháp môn niệm Phật vạn nhân tu vạn nhân khứ, muôn người tu muôn người được vãng sanh. Chúng con là hàng phàm phu, chúng con biết rằng hàng phàm phu chúng con không thể niệm Phật tới nhất tâm bất loạn để tự tại vãng sanh, nên chư tổ mới căn dặn rằng hàng phàm phu, nếu mình biết mình phàm phu không niệm được nhất tâm bất loạn tự tại vãng sanh thì phải cẩn thận lo chuẩn bị hộ niệm một cách cẩn thận thì mới có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chúng con gặp được pháp môn niệm Phật và phương pháp hộ niệm, chúng con đã nhận ra và thấy rằng hàng tuần trên đường Zoom các ban hộ niệm ở Việt Nam đã áp dụng phương pháp hộ niệm một cách đúng lý đúng pháp, kịp thời nhắc nhở cho người giữ được tâm hạnh ý niệm mạnh mẽ để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì hàng phàm phu chúng con mong lung lo lắng rất nhiều, và khi cuối đời sự mong lung lo lắng lại hiện hữu trong tâm trí của người phàm phu, nhất là cái tâm sợ bệnh sợ chết, không lìa bỏ được thế gian, thương tiếc tài sản, thương tiếc bản thân, thương tiếc cái thân mạng này, mà cái tâm sợ chết nó bùng mạnh mẽ nên dễ mất phần vãng sanh. Hôm nay một lần nữa chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm chia sẻ phương pháp hộ niệm, củng cố niềm tin để hàng phàm phu chúng con vượt mạnh được cái tâm lực vãng sanh, đánh đuổi cái tâm sợ chết để chúng con có cơ hội đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn nhung thành. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm Quang Lâm chứng minh, kính thưa các bà các mẹ, chư vị đồng tu, hộ niệm là một pháp tu mà đến bây giờ nhiều người vẫn không nhận thức ra cái pháp tu hộ niệm, thành ra mập mập mờ mờ mà bị vướng nặng quá nhiều. Vướng nặng đến nỗi mà trong cái ký ức của chúng ta cũng đã nhận ra là có quá nhiều những người tu hành sau cùng vướng nặng. Và cũng trong cái cặp mắt này của chúng ta đã nhận ra quá nhiều người nhờ kịp thời ứng dụng phương pháp hộ niệm này mà lưu lại tương lành bất khả tư nghị. Trong cái hiện tượng đó, lấy kinh Phật ra ứng chứng, mình hiểu rằng là người đó có cái cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh, mình được tất cả. Mất vãng sanh, mình mất tất cả. Thế gian thường thường vinh vào cuộc đời này cho là tất cả, nhưng không ngờ rằng đời này sau cùng đều mất tất cả.
ngay cả cái thân mạng này cũng mất luôn, và chính cái linh hồn của mình cũng mất, được giải thoát, gia nhập vào tam đồ ác đạo, chịu nặng vô lượng kiếp mà chúng sanh không hay, chúng sanh không biết. Nếu chư vị xác định hộ niệm là một pháp tu, thì ông xin nhắc lại, pháp tu hộ niệm vô cùng căn bản, vô cùng thiết thực và vô cùng chi tiết. Chi tiết đến từng người một. Vì chi tiết đến từng người một cho nên từng người được vãng sanh, được ban hộ niệm ghi ra chỉ điểm từng cái sơ xuất của chính mình. Chính vì cái chi tiết gỡ được những cái sai lầm của chính mình, người đó mới thoát nạn. Nếu không có hộ niệm, xin bạch với chư thầy, kính cùng cha má chú bác, ta cứ thấy lỗi lầm của người mà không thấy lỗi lầm của mình. Ta cũng thấy cái sa rút mà thấy sa rút chung chung, chứ không thấy cái chi tiết của mình đang vướng quá nhiều. Tâm của mình đang chấp quá nhiều. Tâm của mình cứ dính mãi trong lục đạo, mà còn dính mãi trong tam đồ ác đạo. Làm sao thoát đây? Phật than rằng là đến thời mật pháp này, triệu triệu người tu hành tìm không ra được một người. Khó vô cùng mới thấy được một người thoát nạn. Chỉ nương vào pháp niệm Phật mới thoát được cái luân hồi lục đạo này mà đi thành Phật. Chư vị ơi, mới nghe nói như vậy thì chúng ta lo niệm Phật. Niệm Phật vài ba câu cho là đủ rồi. Bây giờ tôi còn trẻ chờ, tôi già rồi mới niệm Phật chứ, mắc mơ chi bắt tôi phải niệm Phật sớm vậy. Vào nghĩa địa mà thăm đi chư vị, mồ hoang lắm kể tuổi còn xuống sanh. Trên đường Zoom này chúng ta thấy biết bao nhiêu đứa em trẻ 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi mà đi đọa lạc. Cũng thấy biết bao nhiêu đứa trẻ 5 tuổi, 7 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi biết niệm Phật, biết hộ niệm, ban hộ niệm, đến bên cạnh hướng dẫn, các em bé đã được vãng sanh. Đi xuống núi mồ chịu nạn cũng do em bé đó đi. Đi về Tây Phương Cực Lạc thành nào cũng do em bé đó đi. Người già tuổi trẻ đều tự mình đi lấy mà mình không hay. Muốn đi cho đúng đường, ngoài vấn đề có người tỉnh táo biết dẫn đến bên cạnh mình mà giúp đỡ mình mới biết đường đi. Còn không toàn bộ mình đi sai lầm hết chứ vậy ơi. Sai lầm đến nỗi hàng triệu người sai lầm, tìm ra một người không sai lầm, quá khó quá khó. Đây là lời Phật dạy chư vị, có chứng minh được cái lời Phật dạy là đúng không chư vị? Rõ ràng đấy mà. Trong buổi Zoom thứ 6 vừa rồi, dì Âm nhớ lại một câu chuyện mà chính mấy ngày liên tục ở tại niệm Phật đường này, dì Âm cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, để cầu mong cho những người quyết lòng niệm Phật phải lo tránh đi, đừng sơ ý nữa. Hôm thứ 6 này, có một người đưa ra, có người niệm Phật rất lâu năm, nhưng khi đi được hộ niệm ra đi, mất vãng sanh. Người ta hỏi tại sao vậy? Vì chính thông tin đó đưa ra, người bệnh đó cái gì cũng biết cả. Ban hộ niệm tới, hộ niệm, tôi không còn gì phải nhắc nhở, tôi biết hết trơn rồi, đường đi tôi đã vững rồi, không còn phải nhắc nhở nữa. Chư vị ơi, dì Âm trả lời câu hỏi đó bằng cách chắp tay lại, cúi đầu xuống mà năn nỉ với những người niệm Phật hôm nay.
tuyệt đối đừng vướng phải lỗi lầm này. Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng, dẫu cho chư vị tu hành có được thành tựu, có trí huệ, nhưng mà chư vị không được kiêu mạn đó nhé. Khởi một niệm kiêu mạn lên, phiền não sẽ đến trùng trùng, tai ương sẽ đến trước mắt, không gỡ được. Tổ Ấn Quang căn dặn rằng, dẫu cho chư vị tu hành tốt tới đâu, giỏi tới đâu, vẫn phải giữ rằng mình là phàm phu tội chướng sâu nặng đấy. Tam đồ ác đạo đang trình ra trước mặt đấy. Không xa đâu, nếu cho mình tu là đủ, cho mình là giỏi, còn hẹn trước hẹn sau. Nhất định con đường khổ nạn không tránh được. Chư vị ơi, chư tổ nói lời thì khác nhau, ý thì giống hệt nhau. Một ban hộ niệm đến, hộ niệm cho vị đó, hoàn toàn không hướng dẫn, hoàn toàn không nhắc nhở, hoàn toàn không chỉ điểm gì cả, chỉ niệm A-di-đà Phật thôi. Hỏi tại sao vậy? Người trưởng ban trả lời, tâm tâm khai thị với nhau là đủ rồi. Nhiều ông đành phải chấp tay mà năn nỉ những người hộ niệm tuyệt đối đừng phạm phải những chi tiết này. Đây là cái đại lỗi mà mình không hay. Là một phàm phu, mình chỉ biết hộ niệm, phương pháp hộ niệm ta hướng dẫn người ta, chứ mình đâu phải là người khai ngộ. Mình là phàm phu, giúp cho người phàm phu bằng cái phương pháp hộ niệm để hướng dẫn cho người ta đi đúng đường, cho mình đó phải thành Phật rồi, mà dùng cái tâm này mà khai thị cho tâm kia. Chỉ cần vướng một chút thưởng mãn này, nhất định không bỏ, thì nhất định tam đồ ác đạo làm sao thoát đấy chứ vậy. Lời này không phải là của Diệu Ấm, mà lời này là Phật dạy. Thưởng mãn là đại thất bại của cuộc đời, nhất định không có cơ duyên thành tựu. Vậy thì chư vị hiểu thế nào gọi là hộ niệm là một pháp tu chứa? Tự soi lấy mình, chư vị ơi, tự hiểu lấy mình, chư vị ơi, tìm cho ra cái lỗi của mình mà sửa, chư vị ơi. Không được sửa lỗi của người khác, không được thấy lỗi của người khác, ngày ngày cứ lo càm ràm những chuyện sai lầm của người khác, trong cái mình toàn bộ là sai lầm từ A tới Z, để sau cùng chịu nạn. Vậy thì lo sửa lỗi mình đi, quyết lòng lắng nghe nhau, quyết lòng ăn ở hiền lành, quyết lòng khiêm nhường đi chư vị, để mình đi thành Phật trong mình thoát ách nạn, hưởng an vui cực lạc rồi cứu độ chúng sanh, không hay hơn sao? Đúng không chư vị? Phải quyết chí để đi làm Phật nhé. Mười niệm tất sanh, tại sao không đi, lại đi con đường khổ nạn đến nỗi trùng trùng ách nạn mà Phật đã cảnh cáo nghiêm khắc. Y triệu triệu người tu hành tìm không ra một người thoát nạn, trong khi hộ niệm niệm Phật có sự thành tựu trước mắt, từng người đi vãng sanh thành đạo. Vậy thì chư vị chọn đường nào đấy? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con là thành tâm cảm niệm tri ân công đức là quý sĩ Diệu Âm. Kính thưa các cha các bé, qua lời chỉ điểm nhắc nhở của quý sĩ Diệu Âm, mà chúng con thấy rằng hàng ngày con sống trong cái tâm gọi là soi hói những cái chuyện lỗi của người khác. Hôm nay con rất là tâm đắc những lời chia sẻ. Chúng con cố gắng
quyết lòng sửa đổi những cái tâm tánh này để đời này chính bản thân cho chúng con đây được bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa các cha các má, là trong nhà Phật mình có câu là Bồ Tát thì sợ nhân, là chúng sanh thì sợ quả. Thì hôm nay ban hộ niệm là sợ những người bệnh là biết rồi. Trả lời câu này thì các bạn hộ niệm vô cùng là khó khăn để mà hộ niệm. Thì các cha các má rất cố gắng trân quý phương pháp hộ niệm. Thì pháp hộ niệm chỉ điểm cho chúng ta cái gì nên bỏ, cái gì nên giữ. Làm phẩm phu không có hộ niệm không thể nào bản sanh được Tây Phương Cực Lạc. Mong các cha các má trân quý và lắng nghe hộ niệm đến cùng gia đình. Ai cũng có được đủ duyên tốt toàn bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.